để hiện thực hóa giấc mơ lớn đưa nguồn tài nguyên chiến lược Việt Nam trở thành vật liệu cho công nghiệp công nghệ cao toàn cầu, nâng ngành khai thác Việt Nam lên một tầm cao mới. Tháng 9 năm 2019, Masan Hi-Tech Materials đã ký hợp đồng mua lại nền tảng kinh doanh Wolfram của HC Stock, nhà chế tạo hàng đầu các sản phẩm Wolfram công nghệ cao như bột kim loại Wolfram và Wolfram Carbon và hóa chất Wolfram. HC Stock có 105 bằng sáng chế và sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm Wolfram hàng đầu như hợp chất Wolfram có cấu trúc siêu mịn. Ngoài ra, nhờ vào các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế độc quyền, HC Stock là một trong số ít các công ty trên thế giới có nền tảng tái chế Wolfram toàn diện và thân thiện với môi trường. For employees, it creates greater opportunities, right? So, Masan Resources acquiring the HC Stock Tungsten Global business creates opportunities for the development in their experience, their capability, their knowledge. We get access through that acquisition to 105 patents and to new technology that HC Stark has developed that is at the cutting edge of development in tungsten. And for a Masan Resources employee today, and in particular our Vietnamese employees, they will get the opportunity to go and learn that technology, get experience in that technology, go to Germany, go to Canada to get that experience, and then bring that knowledge back to Vietnam. And we will, as a company, be looking to transfer that technology, that knowledge, back to our Vietnamese operations so that we can improve the quality of the products we make. We can improve the range and types of products that we make. And we can also move into recycling of tungsten in Vietnam. And we can also move into advanced products, semi-finished and finished products through cooperation with other companies working in the same field to transfer that knowledge and that technology and that capability to Vietnam. And that's what the HC Stark acquisition brings not just to Masan Resources, but to our employees. Over the last 10 years, we developed the New Ifau ore body. We built the New Ifau mineral processing plant. We brought APT technology to Vietnam. And we developed ammonia paratungstate, sodium tungstate, blue tungsten oxide, yellow tungsten oxide at the Masan Tungsten Company. And now the new dawn is for us to take our company beyond Vietnam to a global opportunity. Right? As of today, Masan Resources is going global. That's our new dawn. The fact that we grow Masan Resources and that we look to transfer technology and manufacturing back to Vietnam will create in the longer term new jobs, new opportunities for people who are living in Dai Tu District and in Thái Nguyên Province. Right. And so as we grow our business and grow our manufacturing lines and grow our technology and capability, there'll be new job opportunities for new employees as well as new roles and responsibilities for existing employees. Tháng 6 năm 2020, Masan Hi-Tech Materials công bố hoàn tất giao dịch mua lại nền tảng kinh doanh Wolfram toàn cầu của HC Stock Group. Masan Hi-Tech Materials sở hữu các tổ hợp sản xuất hiện đại tại các thị trường trọng yếu như châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Các cơ sở sản xuất tại Đức, Canada và Trung Quốc. Một nền tảng công nghệ tái chế đẳng cấp thế giới vừa có thể mở rộng và nhân rộng ra mọi địa điểm cơ sở kinh doanh. My name is Hardy Sieda. I'm the CEO of HC Stark. Over the last 3 months, we saw a lot of positive changes already. During the integration process, the employees could get to know each other much better. They were able to see how each sides are working, and they were already starting to learn from each other.
Dominic Heaton now being here in Goslar, and with Brandon Weeks he being here in Goslar now, we have now luckily the first direct contacts. I'm very happy to say so. I think when the visa issues are solved, more of the Vietnamese colleagues will follow, and I'm pretty sure that we can learn from each other, from both sides, a lot of things, and this combination of these things will be very positive. We can already see very positive results in the sales area with a combined force and with a primary stable supply of APT, we are able to build up strategic stocks in regions so we can react much faster to the markets than we did before. And we also see already positive impacts on our books by being able to sell into areas and applications and markets where we haven't been able to sell into before. Nguồn cung APT sơ cấp ổn định với giá thành thấp từ Masan Hi-Tech Materials kết hợp với năng lực tái chế của HC Stock đã mang đến cho công ty lợi thế cạnh tranh toàn cầu. Điều này giúp công ty tạo ra dòng tiền ổn định qua các chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy mô thị trường đầu ra lên 3,5 lần, từ 1,3 tỷ đô la Mỹ lên 4,6 tỷ đô la Mỹ. Với sự thành công của giao dịch này, Masan Hi-Tech Materials chính thức trở thành nhà chế tạo hàng đầu các sản phẩm Wolfram cận sâu cho các ngành công nghiệp quan trọng như cơ khí chế tạo máy và công cụ, khai khoáng, ô tô, năng lượng, hàng không và công nghiệp hóa chất, đồng thời mở ra cơ hội để đào tạo và phát triển các chuyên gia kỹ thuật trong ngành vật liệu công nghệ cao của Việt Nam như một phần trong quá trình toàn cầu hóa nền tảng kinh doanh của Masan Hi-Tech Materials. Đây là một bước tiến lớn trong việc khẳng định vị thế khác biệt để phục vụ thị trường tại các nước phát triển và vươn tới những thị trường tiềm năng khác trên toàn cầu. Kỷ nguyên của Masan Hi-Tech Materials đang thực sự được bắt đầu.